Có cái bà kia mới nói con nghe lời thầy, chồng chữ không có dám cử, mà cuối cùng nó cũng đánh nữa. Bà đánh quan ức mới ác rồi chứ thầy. Cô cấp trước nó chữ con chữ lại thì nó đánh đúng không chi. Bây giờ con niệm Phật nó cũng đánh. Nói bà niệm sao? Thì thầy kêu niệm Phật. Lúc sau này nó chữ con niệm ai với đạo Phật, ai với đạo Phật. Lỡ nó giải Phật cái bóp nó mày. Mày niệm người ra tiếng mày chọc ghẹo tao hả? Để xong cái con bụng mày lắm. Cái bụng miệng lắm lắm. Xong con vô, con hỏi thầy nói thôi đừng niệm ra tiếng, nhép môi. Thì tự nhiên nó chửi con nhép môi tới lại nó giả vào cái chát. Nó chửi chửi gì mà cũng đánh, làm gì đánh hoài à. Nói mày nhép môi mày chửi tao hả? Nó chửi đâu chứ, nhép môi niệm Phật. Tao có biết mày niệm Phật đâu, tán mặt mày. Bây giờ sao thầy? Như Đức nói ngậm miệng, đừng có nhép, đừng có ra tiếng gì chứ, niệm trung tâm. Thấy chưa? Ý muốn nói rằng đụng chuyện thì keo nào thì mình xử keo nấy. Thí dụ như giờ nó chửi mình mà mình niệm ra tiếng, nó không nói thì mình cứ niệm ra tiếng, thấy không? Còn nếu nó vẫn không thích niệm ra tiếng mà mình niệm thầm nó cũng không cho luôn, thì mình ngậm miệng mình niệm trong tâm, thấy không? Đụng chuyện nào thì mình xử lý chuyện nấy. Phải tu, thấy không? Phải tu chứ đừng có quay qua vừa đó nghe tức lắm rồi đó trời. Phật ơi, Phật cho con xử trong chút là mình thua, hiểu không? Rồi nè, 4 ngày ở đây nè, lễ Bồ Tát Quán Thế Âm nè, an lạc đi. Vừa về nhà có những người ở đây sẽ gặp cái gì? Thử thách. Thử thách gì? Vừa về tới nhà thằng chồng nó bày nguyên một cái chầu nhậu, nó la sùm ở nhà, chén bát thau nồi nó liệng tứ tung lang tang, nó không dọn gì hết trơn. Rồi đó, lúc này Bồ Tát thật hay Bồ Tát giả nè, nghe không? Vừa mới xuống xe xách giỏ vừa đi nghe, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, được 2000 lại rồi, A Di Đà Phật. Hiểu chưa? Đang tung tăng á, tung tăng vui quá, được 2000 lại rồi, đúng không? Được 2000 lại rồi, về phe với chồng coi. Đúng không? Rồi vừa chưa khoe gì chứ, vừa về tới nhà xa xa là nghe nó la sùm, nó nhậu tá lả âm binh. Vừa bước đến thì thầy gặp bạn bè, nó gặp nó, ô chị đi đâu mấy ngày nay chị? Rồi đâu là thao nồi chén bát con gì mũi giải chảy tùm lum, nó bỏ thí bỏ đại. Nó là bước vô có thấy nhà cửa từ ở trong bếp cho tới ngoài sân tứ tung lang tang hết trơn lúc đó. Rồi Bồ Tát thật hay Bồ Tát giả? Lúc đó còn Quan Âm Bồ Tát hay không mới quan trọng. Nhắc chỗ này coi chừng có những người dính nè. Nó đàn ông mà không có đàn bà ở nhà thì nó bày hay cho mà thấy. Thêm cái nữa mà nó không có mình ở nhà, nó nhậu nhẹt là nó thoải mái á mà. Hiểu chưa? Bây giờ mình đã đi tu, mình buông xả rồi, kệ mồ nó. Nhưng mà những Đức nhắc ở đây á là nhắc cho quý vị khi về gặp phải quý vị là Quan Âm hay không. Trong 4 ngày lại Quan Âm mà phải là Quan Âm, lấy cái hạnh Quan Âm để áp vào cái tâm mình để áp dụng cho cuộc sống hay không, đúng không? Đó, gặp những cảnh đó ha, bước vô liền, bước thẳng vô ha. À, chào các anh nha, nhậu vui vẻ nha. À, bữa nay em là Quan Âm mà, em là Quan Âm mà. Nói mà cái kiểu mà em là Quan Âm mà. 2000 lại, cố gắng giữ lại đi, coi chừng mắt hết. Thầy giảng nói quan gia khảo đạo cho sạch sẽ đó con. Ừ, thằng kia chọt vô ha. À, chị nghe nói chị đi tu hả? Đi tu. Tu. Lại 2000 lại được không chị? Được xong được. Sân si nổi lên rồi. Bắt đầu nó mồi lửa tim, nó mồi tim cái là sân si sạch nhách luôn. Nó nên lúc đó về Quan Âm ha, chào mấy anh ngon ha. Nhậu nhẹt đồ vui á, liền đồ lum để em dọn chứ. Em bữa nay là Quan Âm mà. Đồ dọn ha. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Thầy nói từ là ban vui, bi là cứu khổ, A Di Đà Phật, Quan Thế Âm Bồ Tát.
chồng tôi là Bồ Tát mà, nó nhậu nó bài thì tôi dọn thôi. Thầy nhắc mình phải giữ công đức, đừng có xài hết Quan Thế Âm Bồ Tát. Trời ơi, nhắc kiểu này vậy đó mà về giữ được đụng độ á. Cái con quan gia nó đâu có cho mình có phước, nó làm cho mình sạch phước mà, hiểu không? Nên đi vô đây á, phải nhớ đó nghe. Nhắc gì rồi vô đây nó phải phát cái nguyện cho nó mạnh, gặp cảnh duyên gì đi chăng nữa cũng phải là Bồ Tát, để ở đây niệm Bồ Tát. Nhớ nghe. Chuyện Đức biết một cái cô này nè, cô cũng nổi tiếng lắm nghe, mà cô làm bên cái ngành mà thẩm mỹ viện, nổi tiếng lắm á. Quý vị biết rằng chính cô chia sẻ như Đức cô nói rằng: thầy ơi, con có rất nhiều cái thẩm mỹ viện, nhiều lắm, từ ngoài Bắc tới ngoài Nam luôn, nhiều lắm mà giàu lắm. Thì quý vị biết con rất là trẻ luôn mà rất là giỏi vậy đó. Thì khi ngồi nói chuyện chung, cô nói là từ từ tự nhiên cái tâm lý của con nó không còn thích chồng con nữa. Tâm lý từ từ không còn thích chồng con nữa luôn. Mà trong khi con là một con gái rất tự nhiên, có chồng con đàng hoàng, nhưng mà tự nhiên từ từ sao con không thích chồng con nữa, mà con thích con gái. Thì quý vị thấy rõ ràng không? Nhiều phá hoại hoàn cảnh tự nhiên quá nhiều, trong khi cái phước mình quá dày mà mình đi làm cái nghề mà nó mổ xẻ người ta để chuyển này kia rồi lại thay đổi lại đó quý vị. Lâu ngày tâm lý mình cũng thay đổi luôn, gieo nhân gặt quả. Tuy là có tiền nhưng không được hạnh phúc quý vị, có tiền mà tự nhiên không được hạnh phúc đó. Thì những Đức nói rằng là trong Phật pháp có phương pháp để chỉ dạy chúng ta sống hạnh phúc, nên mình đừng có vì cái đồng tiền mà mình làm những việc mà hại người lợi mình nghe quý vị. Tất cả những việc gì mà hại người mà lợi mình thì mình sẽ chịu cái quả báo rất là lớn, mà mình cũng không có tồn tại đâu, mình cũng không có yên tâm đâu. Nên cái việc quý vị về đây tu học mà nghe được pháp là quan trọng, để mình làm ông bà cha mẹ mình dạy con cháu của mình, hoặc là mình đã từng mang nghiệp phá thai hay sao sao mình chân thật mình dạy cháu mình, dạy con mình. Giống như có một cái chú này, những đứa quen với ông rất là thân, ông chích xì ke 20 mấy năm mà chích đến mức mà găng tay ông lặn sạch hết luôn. Khi ông đi chích thuốc quý vị, bác sĩ nói tôi không chích được anh luôn, tại vì anh không có một cái găng nào mọc lên chân sau chích. Ông nói vậy bác sĩ đưa tôi chích cho. Thì bắt đầu là ông chụp ngay cái tay ông mạnh lên cái lòi găng lên chích vô một cái được liền. Bác sĩ nói ồ bộ chú cũng là bác sĩ hả? Ông nói tôi bác sĩ 25 năm. Thì ông sống tới 50 mấy tuổi ông chết. Lúc biết những Đức là hình như là 45 tuổi, là khi mà những Đức trên tỉnh Thất Quan Âm, những Đức với ông chơi chung, là ông bỏ luôn cái nghề chích xì ke của ông, mà ông là người bán xì ke ma túy nhà Lào Cai, mà ông bán mạnh cực kỳ mạnh luôn, kiếm được tiền từ cái tạo nghiệp rất nhiều. Sau này tự nhiên ông gặp những Đức nói chuyện với ông, mình cũng hư hỏng, ông cũng hư hỏng. Cuối cùng thì ông thích mình, tự nhiên ông bỏ luôn vậy, và dẫn cả gia đình vô chùa tu luôn. Rồi sau này ông đi xuống đây, ông ở dưới đây, trong cái cuối đời là được chùa mình đây hộ niệm, tại vì giữa những Đức với ông như huynh đệ vậy đó. Rồi ông nghe lời những Đức dữ lắm, thì quý vị biết rằng là ông bỏ nghề đó luôn, chích 20 mấy năm. Ông dẫn hai thằng con trai lại ngay chỗ của ông, không phải ông trốn hai thằng con trai, mà ông dẫn hai thằng con trai lại ngay cái chỗ chích của ông. Ông nói nè, nè hai con coi nè, ông chích một phát vô tay ông, ông nói cái nghề này các con đừng làm theo cha, cha đã sai rồi, bây giờ muốn quay đầu không được. Giống như một con ma nghiện với con à, con thấy rõ ràng rồi đó, những gì cha làm cha cho các con thấy đó, việc này không đúng, con đừng làm. Hai thằng con trai ông bây giờ đi tu hết, không có thằng nào chích xì ke hết, là do chính ông là cho con trai ông thấy được cái lợi hại, cái hại của cái việc mà ông chích xì ke, nên ông cho rõ ràng. Còn nếu như mình làm điều sai mà mình giấu con cái của mình, có khi nó lại tò mò, nó muốn thử, vì hiểu không? Nên mình đã sai rồi, mình dám chấp nhận nói mình sai. Tại vì con người trong cuộc đời này ai cũng có cái sai, nhưng mà sai mà sửa được là điều rất là đặc biệt. Không có ai đến với thế gian này mà không sai, nhưng con người đều có cơ hội được sửa đổi vậy. Nhớ nghe, nhất là gặp được Phật pháp, nhất là pháp môn niệm Phật, là chúng ta có cơ hội được sửa. Nên người xưa nói câu ông bà cha mẹ có đức thì con cháu mặc sức mà ăn, còn ông bà cha mẹ mà tạo nghiệp thì gia đạo này lụng bại. Nên từ nơi đó mà cái nghề mà kiếm tiền mà để tạo nghiệp thì không bao giờ tồn tại đâu quý vị. Nhớ, có những câu
những đức ngồi ghi ra để đọc cho quý vị nghe và học tập gần gũi nhất luôn nè. Một, ở nơi đông người nhất định phải gặp thử thách, đừng chán nản, buồn phiền mà bỏ đi. Nhất là nơi này nè. Có một cái cô Phật tử, cô đi đến đây dự định lễ Bồ Tát Quán Thế Âm 4 ngày. Thì cho cô vô bếp, cho ông phụ bếp. Bữa đó những đứa nói ai trẻ muốn làm công quả thì vô đây đăng ký, vô phụ bếp. Vô trong bếp không biết kiểu mà làm mệt sân si á, gặp ai không biết là nói câu gì xúc phạm bực bội. Đi ra ngoài kia xin điện thoại là về, về nghĩ lại Quan Âm mừng. Rồi bắt đầu là quý thầy hỏi ủa sao bữa đó nói ở 4 ngày bữa nay về sớm vậy, nói thôi về bực bội quá ừ. Tôi ghi cho ông thầy những đức lá thư rồi để lại cho ổng đi, tôi về. Về mà còn ghi thư lên cho chồng thì ghê. Nên từ đó mấy thầy mấy chú khuyên rồi đầu thôi thôi ở lại. Nghĩa là cái tính tình con người nó dễ sân hận nóng giận. Những đức đã giảng bao nhiêu lần, những đức nói rằng chúng ta gặp bất cứ cái gì trong cuộc đời này đều là do nhân mình đã từng gieo mà quả mình chịu. Ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng. Tuy là vô chùa nhưng mà mỗi người mỗi tính khác nhau. Chứ quý vị nói rằng ở trong chùa này chắc là Phật không quá, chắc là Bồ Tát không quá, chứ không có cá thác lát trong đây hả? Tuy bận đồ lam gì chứ lát nhiều lắm đó. Vì nói chuyện dễ hả? Thấy không? Đã là hiểu nguyên lý như vậy rồi thì mình lo mình tu, cái chuyện của mình là lo mình làm cho tốt là được rồi. Còn ai hung sùng, ai bạo ngược đó là chuyện của người ta, quả báo người ta tự chịu quý vị. Người mà hiểu được nguyên lý này thì mình ở chỗ đông người mới tu được. Trời ơi, những đức là một thanh niên ngoài đời đi vô chùa là một ngôi chùa đông người. Ngày xưa những đức ở trên Đà Lạt khoảng 1.500 người. Quý vị nghĩ là bao nhiêu việc một ngày những đức phải giải quyết chưa? Ngày xưa chưa có phát minh tư tưởng bấm số niệm Phật này mạnh. Rồi đạo vàng chưa có khung cao độ. Quý vị biết rằng là không có ngày nào mà như đức không xử lý mấy bà già khoảng 20 keo ấy. Sáng nào những đức cũng gầy việc này việc kia một chập ở trên chánh điện. Rồi bắt đầu là một ngày đó những đức phải giải quyết khoảng 20 keo. Cử lộn chuyện này chuyện kia, mắc quần, mắc áo. Trời ơi như vậy mà tôi còn tu mà 5 năm chờ mà ốm ho gầy mòn sơ xác trên Đà Lạt mà tôi vẫn quyết tâm tu hành mà. Mà trong khi một thanh niên ở ngoài đời, thanh niên đang ăn chơi ngoài đời bình thường vô chùa quyết tâm luôn. Rồi xử lý của những bà già mà có nhiều anh em bên cạnh rùng mình luôn. Nói rằng chợ vô chùa này chắc là tạo nghiệp không quá. Trong bụng lúc đó nói tạo thì tạo, tu thì tu. Chứ mấy bà già này bà dữ quá mà bây giờ không giải quyết sao được. Quý vị bây giờ ở nhà vì nuôi một người mẹ, người cha dễ không? Quý vị nghĩ đi. Trời ơi, cả cuộc đời của họ làm mẹ, làm cha người ta quen rồi. Họ đâu có chịu làm con. Nên từ nơi đó quý vị biết vô chùa cũng như vậy, nó phải nhắc từ từ, từ từ, từ từ. Sắp xếp nhắc từ từ, từ từ. Có nhiều bà cũng phiền não đi về. Nhưng đức nói bây giờ bà suy nghĩ kỹ đi. Thà bà sống trong đây. Nếu bà về con bà nó hỏi bà tại sao bà đi về, không lẽ bà nói là vô chùa cử lộn nên thầy cho về. Nó còn dằn vặt bà ác đạn nữa cho bà biết vậy đó. Ừ. Thà ở đây những đức dằn vặt bà còn ngon hơn mà con mà dằn vặt bà. Tại vì tình cảm phản lại. Còn những đức với bà là người dân nước lạ mà chỉ nuôi bà là được rồi. Vậy là quá tốt rồi hiểu không? Còn đưa cái tư tưởng cho bà tu giải thoát nữa. Còn bây giờ gai bà mọc nhiều thì những đức phải gọt. Chứ con bà thì nó đâu có dùng cái cách này để nó gọt. Mà nó nói nó này nói kia. Mà nó nói này nói kia nó đau hơn là người ta nói mình. Mà ông thầy ông nói mình là được. Mà giờ ông thầy nói mình mà bây giờ mình cũng muốn làm mẹ lại nói sao được. Hiểu chưa? Nó vậy đó mà những đức chị được đó. Nói này nói kia cho ba hiểu. Ba cứ suy nghĩ kỹ đi. Dù ở đây cỡ nào cỡ, nhưng mà cuối cùng cuộc đời bà là người ta niệm Phật đưa bà đi. Còn nếu như bà về nhà bà cũng đâu có vui gì bà mới vô đây. Đã là vô đây mà đụng chuyện đi về, bà suy nghĩ coi cuối đời bà gần chết, nó làm cái gì cho bà? Nó sát sanh hại vật, nó đốt giấy tiền vàng bạc, nó đốt nhà, nó đốt hàng mã, rồi đầu nắm tay nắm chân nó gịch, nó lôi kéo bà đi xuống tam đồ ác đạo. Còn thà bà chịu khó đây một chút bà lo bà niệm Phật đi,
cuối đời vẫn là bao nhiêu người niệm Phật đưa tiễn mà đi về thế giới cực lạc. Bà suy nghĩ kỹ đi, bà còn hiểu biết, bà để lên bằng căn, căn nặng nhẹ, bà suy nghĩ đi, còn muốn về về đi. Bà nói dạ con ở lại. Chưa. Khi ở lại rồi là lúc đó quý vị biết quen sao cũng chịu chứ. Nhưng mấy bà già trong chùa như Đức quen sao mà không được. Bà lại nghe lời chữ Đức. Và sau cuối cùng bà đều suy nghĩ đúng, thầy Đức thương mình thiệt. Tại vì sao? Thật sự mà nói với quý vị chứ, nếu như người ta không có tâm, không ai mà đi mỗi ngày nặng nề, hao hơ, tổn sức gì, hiểu chưa? Có tâm mới làm gì. Chứ nếu như mà không có tâm, ai mà đi lo về chi cho nó mệt, hiểu chưa? Nhưng mà con người phải cần được rèn luyện. Có khi cả cuộc đời luôn rồi, tới tám mấy tuổi mới được những đức rèn. Nên mấy bà cụ trong chùa mà không có những đức, ai mà nuôi nổi bà cụ này? Ai mà nuôi nổi đâu? Những đức vô nhịn mặt thấy không? Chưa? Vậy đó. Đó, quý vị thấy Bồ Tát Quán Thế Âm thì hiện ai? Tiêu diễn. Trong tất cả những loài chúng sanh thì chúng sanh nào cũng có Bồ Tát ở trong đó chứ. Chỉ cần có một loài chúng sanh ra đời là có Bồ Tát xuất hiện liền. Như vậy thì trong loài quỷ Bồ Tát cũng xuất hiện, mà phải là quỷ chúa. Thì những đức quản chúng chùa này, những đức phải là chúa thì mới quản nổi. Có nghĩa là tất cả cái dữ của họ những đức phải dữ hơn, hiểu không? Họ gan thì lúc phải gan hơn. Nếu như những đức mà nhát hơn và không giữ bằng thì không giải quyết được vấn đề. Còn nếu như nói gì từ bi phải từ bi hơn, thương người phải thương người hơn thì mới làm được. Còn nếu như không làm được những điều đó thì không bao giờ quản được cái hội chúng đông gì đâu quý vị. Nên quý vị coi chùa chiền mà để nói mà nuôi người đông thì ít lắm, hiếm lắm. Tại vì nuôi con người là cực nhất. Thà quý vị xây bao nhiêu ngôi chùa còn sướng hơn là nuôi con người nữa. Vì con người nó không phải là đá cát xi măng. Đá cát xi măng bị liền đâu nằm đó. Còn con người bị để đây thì nó bò chỗ khác. Nó là động mà nó đâu có chịu yên đâu, phải không? Nó nên khổ lắm, đâu có giỡn. Nó nên từ nơi đó đó mình đi vô chùa mình tu. Mình đã nói là phát tâm đi tu. Bây giờ mình nói mình vô đây mình lễ 4 ngày. Bây giờ mình vô đây mình đụng chạm gì cái mình đi về, về nhà người ta hỏi mình sao vô đó lại mà sao về sớm gì? Không lẽ mình nói cứ lộn đi về. Không lẽ mình nói vậy, mình nói vậy là mình làm cho người ta mất lòng tin vào Pháp. Thôi mình còn nặng ác đạn hơn nữa. Hiểu chưa? Còn nếu không mình nói mệt quá đi về. Cái lý do nào cũng khó nói lắm quý vị, hiểu không? Đó, thật sự mà nói đi vô đây lại là nhiều người biết lắm á. Gia đình ta biết hết trơn rồi đó. Vô đây tu là ta biết rồi đó. Phải đi nói mấy ngày là mấy ngày mới được về. Chứ ngoài ra về trước là không có được. Thà về sao? Thì người ta hỏi, ủa sao tới bữa nay mới về? Nói, an lạc quá trời ngủ. Biết chưa? An lạc quá trời thì ở thêm. Người ta nói, công nhận hay, để vừa dịp nào mà đi mà dẫn tôi theo, an lạc lắm hả? Dẫn tôi theo. Có phước thấy chưa? Còn bây giờ mình nói mình đi một tuần mà mới có 5 ngày mình đi về, lý do khó nói, hiểu chưa? Nên nó vô đây đụng chạm cỡ nào cũng phải tu. Ở chỗ đông người mà, giảng mấy ngày nay. Bởi vì mấy cái người mà đi vô trong bếp làm cũng thiệt thòi. Em cứ làm suốt mà cũng bắt ở dưới đó mà làm lu bu kia không nghe được. Không bằng mình trực tiếp mình ngồi mình nghe. Nên từ nơi đó mà phải nghe đó nghe. Để tất cả các ban bệ ở trong bếp á, trước cái tuần lễ là những đứa đã nhắc rồi, thường sanh tâm quan hỷ. Nhưng mà nói gì chứ phàm phu mà lửa đốt mà ầm. Mới đầu được còn sanh tâm quan hỷ. Một chút cái nóng quá. Hỷ. Nóng quá nữa khỏi hỉ luôn. Mới vô nói chị phụ bưng cái gỗ này cho em coi chị. Bà kia im gu này. Chị bưng gỗ đây coi. Kêu hoài mà biết hả? Làm lưu bu kêu hoài mà không nghe hả? Làm được thôi đi ra ngoài đi. Làm lưu bu lộn xộn bay hay. Làm được ra cái chưa. Rồi sân si nổi lên. À, máu lửa sân si nổi liền đúng không? Đây là ví dụ hiểu chưa? Đó sống trong bếp mà. Trời ơi chén bát đầy thao nồi. Mới vô trà mấy cái nồi thì thấy còn quan hỷ.
chà ăn chút rồi mồ hôi kê ướt mình, bắt đầu là cái mặt gì nè. Mà nghĩ rằng là chà cái nồi này là xong rồi. Nhất là làm cái kiểu mà chà từng nồi mà còn cái nồi nó xong á. Mệt, còn có cái nữa, gán đi con. Gán đi, mày làm công quả mà, gán nghe không? Mồ hôi kê ướt mình, gán đi. Cái bà kia bà đem lần hai cái bà để xuống. Nói gì vậy? Thôi là thờ, tưởng đâu cái nồi này xong, chưa gì vẫn đem lần hai cái nữa. Ok, gán đi, chà hai cái này nữa nghỉ con. Dạ, dạ. Còn có cái chà nửa cái, còn nửa cái nữa xong rồi đúng không? Nó dứt lại ba cái nữa. Ê, đem lại hoài hả? Con người trong cái bò trâu đâu nghe. Bắt chà hoài không cho nghỉ hả? Nói ồ chị nhận trách nhiệm chà nồi thì thao chén hay sao chị kỳ cục vậy? Ờ tôi nhận, nhưng mà sức người có hạn. Được bỏ ra đó. Cái cục bùi nhùi á, búp liền nghỉ. Ai chà chà đi, bực bội à, phiền não à. Đây nè, dưới đó mà nghe mà lo cừ ở dưới. Nhà bếp lo cừ đi. Nên á, quý vị thấy không, ban đầu thì phát tâm Bồ Tát, mà phát tâm mới có ngày thành La Sát rồi. Trong khi đây quanh năm suốt tháng. Bởi vì cái hay nhất của người ta là săn thì săn mà tu thì tu. À, thấy chưa? Nè, chứ hay ho gì đâu. Ngày xưa 5 năm trên kia là tôi sống những ngày tháng săn si. Ngoài đời tôi săn si còn ít hơn đi vô chùa nữa. Tôi quản chúng ngày xưa tôi săn si không. Vậy mà tôi nói cho mày chết luôn cũng tu. Giờ ai cũng biết mày đi tu chứ mày mang cái mặt đi gì, tao khỏi đi. Lúc đó trời ơi, máu nổi lên. Chơi tới bờ tới bến trong chùa luôn. Thấy ghê thiệt chứ. Quý vị biết ngày xưa mà ai mà đã từng biết Tịnh Thất Quan Âm, quý vị đi vô từ cổng chùa cho tới cuối chùa, quý vị nhìn đi, bước vô một cái gặp ai thằng Đức nhận á, bước vô một chút nữa vậy đó, ai hiền nhận á, trời ơi nhận tá lả bên, đụng cơ nào cũng đem vô chứ. Còn nằm một chỗ 100 bà già không mà ngộ. Bất cứ một cái làm gì trong cuộc đời này mà tốt là đều có con người ta đến phụ rồi quý vị ơi. Nhà Đức thấy rõ ràng luôn. Tuy nhiên Đức nhận tá lả âm binh nhưng mà sao cũng có người vô phụ như Đức à. À mà ngày xưa trên kia đó nghe quý vị biết nha. Nội mà bê đê mà vô ở 25 cha. Tôi nhận luôn. Cuối cùng mà mấy cha giỏi dữ lắm, khéo léo dữ lắm nghe. Cuối cùng tôi đem mấy cha thành phòng. Chứ bây giờ để với mấy ông khác bằng đêm mấy ông ngủ cứ mò mẫm người ta chịu không nổi mấy ông. Ở đây là tôi nói 100% tôi làm mà. Tôi đem lại một phòng, tôi nhốt vô một phòng 25 cha. Tôi làm gì làm cho đó đi mấy ông. Rồi lo tu. Ở trên kia là tôi nói thiệt là có đó. Rồi xì ke là 6 ông. 6 ông xì ke mà có 4 cha đi trốn đi chích, cuối cùng đi xuống như huyện như lẫm về. Đây nè, làm hết trơn luôn nè. Ở tù thì 4 ông. Cuối cùng giao cho phòng đăng ký. Biết gì chưa? Tại vì ở trên đó đông quá, gồng gắn lẫn lộn quá, cho 4 thằng mặt dữ dữ đứng sau lưng mình. Mình khè khè, mình nhỏ con khè khè. Có gì thằng nào nhào vô thì 4 thằng kia bước ra. Lưu lợi. Nhỏ con quá. Ôi trời, quản chúng có dễ đâu quý vị ô. Thầu quán vài ba người chứ quán 1.500 người với nó chuyện đùa hả chợ. Nhiều dân vô chùa mà cũng kinh kênh lắm, không giỡn đâu. Nói chuyện kinh kênh mới bước vô. Ồ, muốn tu một tầng tính sao? Ồ, trời trời, đâu trời. Tu với tính gì cha? Vậy đó, kinh kênh vô vậy đó. Nó rồi bắt đầu vô tu, đưa lên cách này, cách kia, cách nọ, đập bàn cái bóp. Sao vô chùa tu mà sao nhiều chuyện quá vậy, nói thật. Nên bây giờ mới có 4 thằng dữ kia. Ồ, mày vô đây tu mày muốn sao mày? À, dạ em tu. Nên những đứa nhỏ nhỏ con bên cạnh những đứa lúc nào cũng có người theo, cũng dữ không quý vị? Ừ, nhưng mà có một cái là con người chơi phải nghĩa khí một chút xíu. Hiểu chưa? Chứ mình chơi mà kiểu hàng mọn chứ cũng không ai theo mình đâu.
Nên từ nơi đó mà ở trên kia là những đức được rèn 5 năm không đơn giản, nó thiệt luôn á. Ở trong chùa đi 5 năm chứ những đức ở cũng như người ta mấy chục năm trong chùa vậy. Cái việc gì mình cũng làm hết chứ á. Nó từ rửa nhà vệ sinh rồi từ đổ bê tông xây dựng chùa bằng đêm mà làm chốn không à. Chưa xưa ngày xưa trên kia là xây dựng chốn không? Xây dựng mà xây dựng bằng đêm không à. Tại vì sao? Vì người ta không cho xây dựng. Nó có khi mà 3 ngày mọc lên cái nhà. Trên kia là những đứa nó thiệt 3 ngày mọc cái nhà đó. Bằng đêm xây sẹt 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 vậy đó. Nó mà đúng là đi tu không đơn giản. Đi vô chùa mà làm việc mà cả ngày rồi nguyên đêm gán cố gắng trong lòng, lúc đó nói trời ơi giờ mình quản chúng mà bây giờ mà mình mà không cố gắng lên tu rồi sao mà nói được mấy cái ông này 300 ông mà mấy bà cụ với Phật tử người ta 1.200 người nữa thì sao nói được người ta đây, ít gì cũng có bản lãnh một chút chứ. Trời ơi cũng vì vậy mà nguyên ngày chạy vòng vòng lo việc, buổi tối đổ bê tông, 3 giờ đi về tắm, lên chánh điện tụng kinh, gán cố gắng nói người ta mới được. Mình phải có bản lãnh gì chút, còn mấy ổng cho mấy ông đi nghỉ đi, mình lên tụng kinh. Trời ơi lên tụng kinh mình may mắn tay là mình đọc 15 chương kinh buổi sáng hoài, đọc diễn thuộc. Nên mình lên mình tụng kinh, mắt thì nhắm mà tay thì gõ, miệng thì thật là mình đọc chút á mình cũng biết là mấy đại chúng phía sau đông á, ta tụng ào ào quý vị, thì bắt đầu mình tụng càng ngày càng nhỏ lên rồi cái miệng của mình nó tụng đâu ra đâu. Mình gõ trời trời mình gõ, mấy bà già phía sau mà tóc quần tóc áo chạy, tại vì sao gõ dữ quá, buồn ngủ quá trời buồn ngủ rồi. Nhưng mà tới giờ lễ Phật rồi trời nó hát ngay lễ Phật gì mà gán. Thì quý vị biết rằng là phải trải qua cái khó khăn dữ lắm. Thật sự mà nói những đức là không qua trường lớp, mà nó qua trong cái cuộc sống. Từ đời lãnh đạo vô chùa không phải đơn giản. Nếu mà nói bình thường nhất, vừa vô chùa cạo đầu cái bình thường nhất luôn, rồi đắp y rồi đi nhận cúng dường đơn giản, thì là người đơn giản không có gì chứ nha. Không có làm việc gì quan trọng quá chứ quý vị nhớ không. Nhưng mà những đức là được rèn qua nó khổ cực dữ lắm. Rèn ghê lắm, vô chùa đụng nhiều chặn lắm. Nói rồi con người nhẫn nại khó khăn từ khi còn nhỏ luôn, rồi mới đụng được cái chuyện mà chúng đông gì mà những đức sống được. Nên những đức nói rằng quý cô đồ vô chùa làm công quả, đụng một chút là muốn đi về nhà rồi. Vì có người mình học Phật gì dở quá, thiếu nợ mà không chịu trả, thấy không? Nó nên á, giờ ai cũng nghe hết trơn rồi nghe. Phát tâm mạnh lên. Hai ngàn lại mà nhiêu. Bực bội lại thêm ngàn nữa dữ. Lại xong 2000 lại tôi không cho về, tôi khóa cửa chùa lại. Bắt lại thêm ngàn nữa bây giờ. Không mà thiệt nghe, lễ được 2000 rồi là nó hứng dữ lắm nha quý vị. Chân cẳng lúc đó nó khỏe dữ lắm, không có đau đớn gì nữa đâu. Lúc đó ở lại ngàn nữa làm luôn. Thầy giáp lại con lại luôn. Hiểu chưa? Nó từ nơi đó quý vị biết rằng đây là cơ hội nghe chưa. Rồi mỗi ngày mà lên mà động viên gì chỗ đặc biệt lắm á nghe. Chứ gặp mà bây giờ mà bỏ đại bỏ càng nằm nghiêng nằm ngã chiều lại 500, chắc là cái chùa này banh chành quá. Nhờ lên nhắc á. Nhắc mà ai cũng cởi mở tâm tư hết trơn quý vị. Nó cởi mở tâm tư mà nó hưng khởi cái tâm mình hừng hực lên. Nó bắt đầu là tối đêm nay ra nghe, ngày thứ hai nghe. Thầy sướng câu mình quan đi người ta. Nên mấy cái bà mà ngồi gần gần tôi nghe quan đem Bồ Tát thì được, gặp ngồi gần gần ở tôi mà quan đem Bồ Tát tôi quay lại rồi tôi đó. Ý đấy đi chỗ khác tôi sướng muốn chết luôn mà ngồi kế bên mà quan đem Bồ Tát kỳ cục đến ghê. Cái gì cũng phải trả lại câu quan thế âm bồ tát cũng được được một chút đúng không. Ngồi kế bên mà có một lần đó ngồi kế bên 4-5 bà quan thế âm bồ tát mình quay lại mình nhìn với bà
Mấy bà làm nè. Cậu ông tức quá. Lúc đó trong lòng tức lắm rồi mà nói, ô mày mày đang niệm Quan Âm nghe. Hạ xuống, hạ xuống. Và tiếp tục chút mình sướng quá trời lớn mà bảo biết sao. Quan em bực tét. Mình quay lại mình nhìn. Bà làm nè. Một chút lễ xong hết trơn. Lễ xong hết trơn quay lại nhìn bốn bà chạy mất tiêu. Này chắc Bồ Tát đưa người đến thử thách thì sao mà. Ủa mấy cô, bốn bà nãy ngồi đây đóng tiêu rồi, nói thầy vừa lễ xong phóng sanh xong mới đi cái vèo mất tiêu rồi. Nói trời ơi, bà này ghê thiệt chứ. Ngồi từ sớm giờ kế bên đây mà cái gì đâu mà Quán Âm bực tét. Gặp bà tôi tét tét rồi chứ. Ôi đúng là thử thách thấy ghê thiệt chứ. Bởi vì như đức lựa mấy cô mình xung quanh không, mấy cô ông chùa hiểu mình á. Nó rồi hồi tối á, lễ á, có cái ông ngồi kế bên cũng giỡn hoài vậy đó. Ngồi kế bên nói thầy ơi cố lên. Mình đang lễ ngồi kế bên, thầy ơi cố lên. Ở trong bụng cố không cố gì, lên đây ngồi cố không cố gì đó. Từng cái gục ngã rồi chứ cố không cố gì. Ngồi phía sau kế bên lễ, lễ đại đi ngồi phía sau, cố lên thầy ơi. Cố lên thầy ơi. Ơ có chân xỉu nha thầy. Nó chào chú là sao đâu một kỳ cũng cái chợ. Trong bụng mình nhìn nhìn cái phía sau ý kia mấy chú dọn ông này đi giùm. Mà ông Nhượng Quang ngồi phía sau, ông quay là ông thấy mình nhìn ổng làm nè. Tại vì ổng mới bệnh hết, ông tưởng là mình nhìn ổng coi lại nổi không. Mình quay là ý mình kêu ổng là dọn ông này. Ông tưởng nên là mình nhìn ổng là ý là động viên ổng cố gắng, ổng làm nè. Trời ơi mấy ông này đúng là không lanh lẹ, không hiểu chút nào hết chứ. Cái thằng kế bên lễ đâu lo lễ nó cái chọc mình hoài. Cứ là từ đầu tới cuối mình nó làm khoảng mười mấy câu. Chút đã làm câu à, thầy ơi cố lên. Chút cái mình lau mồ hôi nói nè, con thấy thầy đuối rồi đó. Trời ơi mày... cái chồng ghẹo kẻ sân si không à. Chút mình suy nghĩ mình nói à, Bồ Tát Quan Âm thử thách đây, đưa tên này đến đây, thôi kệ Quan Hỷ, mày nói gì mày nói kệ, mày đi tao niệm tôi tới cùng luôn. Không, chút có nghe niệm Quan Âm chút tự nhiên nó dịu cái tâm. Thì quý vị mới biết được rằng là cái tâm tính sân hận mà chỉ cần niệm Phật niệm Bồ Tát biết là nó dịu rồi. Đừng có bỏ, ý muốn nói là đừng có bỏ, thấy chưa, gặp độ thấy chưa. Vậy đó mà niệm Quan Âm Bồ Tát một chút cái tự nhiên trong tâm trí nghĩ ra liền, a Bồ Tát thử thách, rồi lo tu đi, đừng có quan tâm tới. Vậy mà vừa đừng quan tâm tới là tự nhiên nó im ngu nghe, nó không nói gì nữa chứ, chợ ngộ ghê thiệt chứ. À vậy là cái chiêu này hay lắm, nếu như đụng gặp những cái người mà người ta trở ngại mình hoài, mình cứ lo tu đi, hiểu không? Hay chồng chữ mình cứ lo niệm Phật đi, mà niệm nhỏ nhỏ thôi. Ở nơi đông người phải biết bảo quản của cải của mình, từ điện thoại, tiền bạc cái này cái kia, tự mỗi người mà bảo quản, đừng có sạc tùm lum, bỏ tứ tung lang tang để mà bị mắc, thấy không? Không có đi kiếm ở đâu được đâu. Nhưng mà những đức nói quý vị có của cải vật chất, quý vị bảo quản nó cũng không bằng bị bỏ vô thùng đảm bảo. Bỏ đại vô thùng tam bảo một cái là Phật bảo quản. Thay vì mình cúng dường tam bảo Phật pháp tăng, nên trách nhiệm của Phật pháp tăng là bảo quản, mình không cần bảo quản nữa, hiểu chưa? Vì coi người ta ào ào người ta về đây thì phải dụng tiền bạc rồi xây dựng chùa chiền cho người ta ở nuôi chúng, cơ hội về đây cúng dường bỏ thùng tam bảo cái vèo đây là bảo quản đặc biệt nhất, mà tương lai còn cầm theo được nữa, đúng không? Đúng mà, nói thật đó. Chứ những đức cũng ăn uống gì đâu, ngày ba buổi cơm nó làm gì, quanh năm suốt tháng nó đi chơi ở đâu đâu. Như ngày xưa ngoài đời có tiền thì còn đi chơi cái này kia tầm bậy, còn trong chùa mà ăn cơm mà xong lo việc tam bảo có đi đâu đâu. Trời ơi, tổ chức xong rồi có tiền là mong đưa cho hòa thượng xây dựng, bởi vì người thì nuôi chúng thì lo con người, người xây chùa thì lo cái chùa. Từ nơi đó mà bây giờ hòa thượng xây chùa thì hòa thượng gặp ông có tiền chưa, không đơn giản đâu nghe.
nên từ nơi đó mà chỉ có tiền đem đưa hết trơn. Rồi dư ra chút đỉnh những đứa cũng trẻ trẻ làm này kia, rồi xong rồi tiếp tục chương trình khiếm thị này kia đồ tá lả chứ. Phải tu phước duyên, tu cái mà mình cầm theo được, thấy không? Nên tất cả quý vị về đây của cải vật chất tự giữ cho đàng hoàng, thấy không? Nó còn đặt máy thì qua kia đặt máy, rồi ghi lại gỡ hay là đem lên xe. Thỉnh tượng Phật á thì đem ra xe đồ cho để đàng hoàng. Nó một chút này có 150 phiếu tượng Phật này. Mỗi bộ. Rồi ngày mai cũng còn nữa. Bây hổm giờ tặng cũng sắp hết rồi đó, thấy không? Cho tất cả những người phương xa ta về đây. Quý vị biết là ngôi tam bảo trong gia đình là đại phước báo. Thêm cái nữa có thời khóa tu, ảnh hưởng con cháu gia đạo hiền từ. Nên cơ hội đó mình về đây lễ Quan Âm, thỉnh thờ tượng Phật luôn. Đó, quý vị biết tượng Phật Nhiều Đức đặt tại gốc luôn đó. Một bộ vậy đó mà tại gốc luôn 1 triệu bạc đó. Tượng Phật đẹp dữ lắm, vàng 24 chiếu chiếu. Có nhiều cô hỏi thầy ơi, thỉnh tượng Phật về con cần coi ngày giờ gì để tôn tượng không thầy? Những đức nói, bà tôn tượng nên liền là ngày tốt. Bây giờ bà về nửa đi mà cũng đưa tượng Phật lên bàn thờ liền đi là tốt. Bây giờ những đức hỏi bà nè, đơn giản một người phàm phu những đức thôi, bà mời về nhà, mà đi về nhà xong bà nhốt trong xe suốt luôn, tốt không? Không, tôi muốn ra ngoài. Vậy thì Phật bà để trong thùng hoài tốt hay là không tốt? Bà đem Phật về mà bà để trong thùng hoài, bà đi hỏi với thầy là ngày nào ngày tốt. Bữa nay mới có 19, 20, 21, ổng nói 29 mới ngày tốt. Vậy thì Phật nằm trong thùng mấy ngày nữa, tốt không? Đã là người mình tôn kính, người mình tôn trọng mà bắt ở trong thùng, ở trong xe hoài vậy đó, nhốt trong đó sao tốt? Nên tốt nhất là bậc tôn kính thì vừa tới nhà là mời vô liền, đưa lên cao nhất ngồi. Bậc tôn kính mà hiểu chưa? Nên người tu học chúng ta có nhiều người mình có hiểu. Ta học Phật rồi mà còn nói ngày tốt ngày xấu gì? Con người là tính vào định lực nhân quả, tâm mình tốt hay tâm mình xấu. Nếu cái xấu đến mà tâm tốt thì xấu nó giảm đi. Còn nếu như mình làm xấu mà xấu nữa thì xấu nó chắc chồng sao chánh. Nên từ nơi đó con người phải hướng thiện. Vậy thì quý vị biết, vậy thì thỉnh tượng Phật về làm sao để tôn tượng lên thầy? Đơn giản vô cùng, chỉ cần có bàn thờ tôn tượng lên, hoa quả rồi bát nhang, ly nước gì đó, chung chung thôi. Cái quan trọng là khi tôn tượng lên lễ Phật một thờ, rồi từ đó về sau sáng tối lễ Phật, rồi lúc rảnh vô niệm Phật ngắm Phật vậy thôi. Vậy là đặc biệt rồi. Dù làm nhà mình nghèo, thờ không được trang nghiêm như nhà giàu, người ta có tiền, nhưng mà bàn thờ ít gì cũng phải quét dọn cho sạch sẽ. Nếu như nhà rộng rãi được thì chúng ta thắp nhang, còn nếu như nhà quá chật chội mà ở máy lạnh này kia thành phố đồ thì chúng ta mua 3 cái nhang điện chúng ta cắm, lúc nào cũng thấy có nhang hết. Như chùa mình, quý vị thấy không? Đó, có cái nhang nào đâu. Nếu như mà đốt nhang sợ lửa mũi Phật bị đen thui, thấy không? Đó, Phật không cần nhang đó đâu. Phật là Phật cần mình tu, nghe Pháp rồi hiền hậu, có đạo đức. Cái này là cái cúng dường Phật, gọi là y giáo tu hành cúng dường đó. Đó, quý vị biết chuyện này rất là dễ làm. Có nhiều người nói thầy ô, thỉnh tượng Phật về cần mời quý thầy không? Nếu có quý thầy quen thì mời cũng được. Nếu mà không có quý thầy quen gì hết trơn thì mình làm đi. Quan trọng là mình chuyên tu. Nếu như mình chuyên tu chuyên niệm Phật mà mời một vị thầy người ta trì chú, người ta tu môn khác lợ, thì ta nói này nói kia bất công dao động tâm mình nữa. Nên cái an vị là bản thân mình an vị là đặc biệt nhất. Vì sao? Vì mình niệm A Di Đà Phật, an vị Phật là bản thân mình làm. Còn nói rằng thầy ơi thỉnh tượng Phật về á phải cần người để mà khai quang điểm nhãn ông thầy, thì những đức xin nói mạnh dạn với quý vị nghe một câu: chúng ta không có bản lãnh khai quang điểm nhãn cho Phật Bồ Tát. Không có ai có khả năng này cả. Phật Bồ Tát chỉ là một cái hình tượng để cho chúng ta nhìn đó, để noi theo cái tấm gương của Phật Bồ Tát mà học tập thôi. Hiểu chưa? Chứ không phải gọi là khai quang điểm nhãn cho Phật Bồ Tát thì Phật Bồ Tát mới linh. Còn không khai quang điểm nhãn thì Phật Bồ Tát không linh. Vậy thì quý vị đi thỉnh ông thầy đó về linh hơn Phật Bồ Tát. Ổng linh hơn mà. Trời ơi, phàm phu mà đi khai quang điểm nhãn cho Phật Bồ Tát,
Quý vị biết định pháp khai quang điểm nhãn là gì biết không? Là một cái pháp tu để giải thoát. Là pháp gì? Pháp môn tịnh độ là định pháp đó quý vị à. Thượng trung hạ đều tu, nên tịnh độ là định pháp. Nên chúng ta thỉnh Phật về, nhìn Di Đà để con muốn về cảnh giới Di Đà, nhìn Quan Âm để con từ bi và khoan dung tha thứ nhân Quan Âm, nhìn Đại Thế Chí để coi ta làm việc trong cuộc đời có trí tuệ hay không, đối với con mình có dùng tình thương trí tuệ hay không, đối với chồng có tình thương trí tuệ hay không, đối với vợ có tình thương trí tuệ hay không, đối với nhân sự thế có trí tuệ hay không. Phật Bồ Tát là biểu pháp để chúng ta nhìn đó để mà áp dụng cuộc sống ở đời, như vậy là đúng rồi. Còn bây giờ khoe quan điểm nhãn không nên. Nhớ. Còn ai muốn làm sao đó làm, muốn khó thì kệ vị. Còn dốt nát dạ dễ, dễ làm. Hiểu không? Đó tiện bề nhất. Còn nếu như gặp vị thầy mà chuyên tu niệm Phật mà lợ an vị giùm thì quá hay. Có hình tướng quý thầy rất là hay, thấy không? Rồi có một bài chia sẻ Phật pháp ngắn động viên nữa thì quá tốt. Còn nếu không thì cứ phương pháp lễ Phật tu bình thường, nhưng nhà có thờ Phật Bồ Tát là tuyệt vời. Giống như nhà mà có một người có đức trong nhà thì quá tuyệt, đúng không? À, không có ai có đức bằng Phật Bồ Tát cái chuyện. Mình có hung dữ cỡ nào, ăn nhậu gì mà trước mặt Phật Bồ Tát cũng phải nhượng bộ một chút, hiểu không? Chữ vợ cỡ nào mà nó nhìn qua Phật Bồ Tát nó cũng ngán. Còn gặp cái thằng mà nhất xiển đề luôn, đặt tượng luôn cho nó ngán. Đó là nhất xiển đề, hiểu chưa? Không có thiện căn, nó đập tượng luôn đó. Nên chồng gia đình mà chưa đồng ý mà đem gì mà thờ mà nó đập tượng là quý vị cũng có tội. Quý vị phải nhớ là làm thân Phật ra máu, không ai có cửa làm được việc đó đâu. Chỉ có Đề Bà Đạt Đa là hàng cổ Phật cùng với Đức Thích Ca Mâu Ni diễn thôi, nên mới có thể làm cho Phật Thích Ca Mâu Ni chảy máu một chút cái gót chân. Chứ ai mà có phước làm cho Phật chảy máu. Như vậy thì trong thờ mạt pháp này, làm thân Phật ra máu là gì? Là đập tượng Phật, làm thân Phật ra máu, hiểu chưa? Còn đời này làm gì quý vị có cửa, quý vị giết bậc A-la-hán? Không có cửa đó đâu. Vậy là giết bậc A-la-hán là ai? Giết người chân thật hướng đạo cho mình, hại người ta hướng đạo là phạm phải giết bậc A-la-hán. Chứ làm gì có bậc A-la-hán cho quý vị giết, nghe không? Quý vị có năng lực đó không? Không có cửa đó đâu. Nên từ nơi đó người ta hướng đạo chân thật, mà bản thân mình có tâm hại người ta, hiểu không? Chỉ cần có tâm đó là tâm ác đó. Đó nguyên lý mình phải hiểu. Nên cái chuyện mà gọi là khai quang điểm nhãn, cái chuyện này chúng ta không cần bàn đến. Tại vì sao? Không có cửa đó, không làm được những việc đó đâu. Làm sao làm được việc này, hiểu không? Phật Bồ Tát là cặp mắt trí tuệ, cần gì quý vị khai quang điểm nhãn? Các ngài là trí tuệ vô lượng mà khai quang điểm nhãn cái gì, hiểu không? Học Phật phải hướng đến chánh tính nghe. À, đừng có bị mù mờ. Còn có những cô nói thầy ơi, con đi đến đây con nghe đạo rồi xong con về nhà con áp dụng con tu, cuối cùng con về quê của con á thì con đi đến chùa ngày xưa con biết thầy, thì thầy nói rằng là ừ đi tu đi, đi chỗ này đi chỗ kia đi, rồi ở nhà tu đi, rồi mai mốt gia đạo có chuyện gì xảy ra đừng đi đến đây mời thầy nghe. Rồi giờ con phải làm sao thầy? Nhưng Đức nói với thầy á, dạ A Di Đà Phật, con từ hôm nay hiểu rồi, con mời A Di Đà Phật thôi. Còn thầy cứ lo ở chùa thầy đi, ai với đạo vợ. Hoặc là khỏi cần nói cái gì, ai với đạo vợ. Xong. Mà tốt nhất là đừng nói cái gì hết. Một câu ai với đạo Phật, rồi mình lo tu, hiểu rồi. Còn nếu như một người mà hiểu biết thì như thế nào? À, con lúc này sao con? Lúc này thầy ít thấy con quá vậy. Nó dạ lúc này con niệm Phật không à. Tốt đó con, niệm Phật tốt lắm á con, cố gắng niệm Phật nghe, cố gắng niệm Phật, thờ mạt pháp niệm Phật tốt đó con. À, rảnh thì đến chùa thăm thầy, còn không rảnh thì cứ lo niệm Phật, lo việc nhà cho tốt nghe. Nghe câu này thôi thì mình đâu có mắc người Phật tử này, mà lâu lâu nó làm có tiền nó còn đem lại cúng dường nữa, vì nó nghe câu ăn tình quá. Còn bây giờ mình nói ở câu kia là nó đoạn tình, và người ta học đạo người ta hiểu cái lời nói đó là cái lời nói áp đặt, thì người ta biết cái người này không có tu hành gì thì người ta bỏ mình luôn, hiểu chưa quý vị? Nó giống như buôn bán, dù người ta trả giá nhiều không mua, nhưng mình cũng nói lại câu ăn tình, à, chị được giá ở đâu thì chị mua, còn nếu như mai mốt mà đủ duyên chị ghé mua giùm em nghe chị. Trời ơi, nói câu đó người ta đi dọc đường người ta phải suy nghĩ lại đó,
kỳ sau người ta phải ghé cái sạp mình mà mua. Rồi người ta còn rủ nhiều người, nên mỗi lần mà bán đồ mà ai mà mua đồ đó mình hỏi thăm vài tiếng: chị nhà được khỏe không chị, chị đâu này đẹp đó nghe. Mình nói một câu mấy câu vậy đó, ai mà không thích khen đẹp, hiểu chưa? Mình nói mấy câu vậy đó, vậy chứ rủ nhiều người đến mua đồ của mình, tiệm tóc hay bất cứ cái tiệm gì, điện thoại gì cũng vậy, người ta lợi người ta mua đồ là hỏi han vài tiếng, nói chuyện vài tiếng ăn tình vậy đó. Mà có cái gì đó người ta lợi cái nơi của cái tiệm buôn bán của mình hết trơn. Tại vì sao? Niềm nở vui vẻ là một cái hành động để tu phước duyên thù thắng, nhớ nghe. Ở nơi đông người mà gương mặt thường tươi vui là người khéo tu phước duyên, nhớ. Nhất là ở đây đông người nè, hiểu không? Bây giờ ví dụ như Như Đức lên đây mà Như Đức thì ở dưới thứ gì đâu nói chuyện, ý làm thầy la gầy lắm, sợ xạo xạo thứ ghê, đoạn duyên đoạn phước đúng không? Mà lên đây nói chuyện cho người ta cười thì người ta thương, mà người ta thương thì người ta mới cúng dường. Chứ ghét một cắt nó cũng không cúng nữa, chứ đừng nói quý vị ghét người ta, quý vị có cho thằng không? Đúng mà cho, thương. Nên những Đức nói là chùa của mình mà ai đến đây là không bao giờ keo. Tại vì tôi có keo với quý vị đâu mà quý vị keo với tôi. Nhân quả tương đồng. Mình muốn người ta đừng có keo thì mình phải rộng hơn người ta, thì mình mới giúp người ta đừng có keo. Còn mình keo còn hơn người ta mà kêu người ta đừng có keo, hiểu không? Có nhiều người lắm keo như kẹo kéo, mà đi nhìn mấy bà keo không, thì cuối cùng keo nó gặp keo nó đụng độ, hiểu không? Nên có cái bà kia bà nói: trời ơi, ngày xưa thầy biết không, con đi vô chùa đó nghe thầy, mỗi lần mà con cúng dường cho Phật là con điếm, hỏi cô đi kiếm tiền chẳng. Dạ không, kiếm với 2,000. Tại vì tiền chẳng để con xài, tiền lẻ để cho Phật. Có bệnh này lắm á nghe. Vậy mà từ khi con đi đến chùa thầy tới bây giờ nghe, tự nhiên điếm, rét xẹt. Xẹt cái gì? 500. Tại vì sao? Cái tâm lượng cỡ mở ra, hiểu được cái chuyện tu phước tu duyên là cầm theo, chứ đâu phải là bỏ mắt, hiểu chưa? Còn mình gặp một cái ngôi chùa, đến một ngôi chùa thiệt là to mà có 2 ông thầy thì sao? Cũng 2,000 thôi. Tại sao chùa to quá mà có 2 ông thì 2 ông mà ăn nhiều, đúng không? Ăn ít, cũng ít thôi, chứ đâu có làm Phật sự gì đâu, cũng nhiều. Mà đi đến ngôi chùa mà ta có làm Phật sự thì cũng nhiều. Còn đi đến ngôi chùa mà không làm Phật sự gì hết trơn, có 2 ông thầy thì cũng ít. Cũng 2,000 thôi, 5,000 thôi, 10,000 thôi. Tại vì sao? Miễn thầy có cơm ăn áo bạn thầy tu là được rồi, đúng không? Cúng cho thầy nhiều đây, thầy để dành tiền mất công đỏ. Nó có làm Phật sự thì cúng, không có làm Phật sự thì thôi. Cái nguyên lý là như vậy. Chứ đâu phải tôi kêu quý vị cúng ở đây nhiều, cúng ở đây khác ít. Tôi chỉ quý vị là để quý vị trồng cái hạt giống vào mảnh đất để được lợi ích thôi. Cái chuyện cúng cúng là chuyện quý vị chứ. Cái phương pháp là nêu lên thôi, để cho mình có góc độ để nhận thức. Trên con đường tu nó phải có trí tuệ chứ quý vị. Nên gương mặt tươi vui là chuyện cực kỳ quan trọng. Một chút đi xuống dưới kia lấy cơm nghe, bước vào A Di Đà Phật. Nên những Đức nói với mấy cô trong bếp nghe, trong bếp nè, ngưng việc lại nghe nè. Người ta xuống lấy cơm, đưa hộp cơm, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Trời ơi, mỗi lần hộp cơm là A Di Đà Phật, là tài thí có pháp thí. Còn mình nhận hộp cơm, A Di Đà Phật, dùng cái câu cảm ơn bằng câu A Di Đà Phật, hiểu không? Còn người ta chen lắng ào ào vô, mình ngồi ngoài cái đá chơi cho mát một chút đi. Xong qua một lượt người mình bước vô cầm hộp cơm đi gọn hơn, đúng không? Mình đi chen vô làm chi? Chen ở dưới á, lọ mọ cái túi của mình. Mình đâu có hay, mình lo mình chen, mình vớt hộp cơm mà. Dối chụp hộp cơm phía sau á, lọ mọ, điện thoại. Vớt điện thoại, cầm hộp cơm ra gờ gờ, chợ là chợ, hộp cơm đổi điện thoại hả chợ, hiểu chưa? Còn có nhiều mà, trời ơi phóng sanh. Những Đức kêu mấy bạn niệm Phật lớn lên, hào háo hức lên mà niệm Phật vỗ tay á, thì mày làm theo. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật ở dưới. Vừa phóng sanh xong, bắt gờ cái túi. Trời ơi,
vừa bóng cho nó bóng tiêu cái túi tiền hả trời. Ai ai là lụm túi tiền tôi trả cho tôi coi. Có 500 ngàn đi về xe đó trời. Thấy chưa, vỗ tay lia lịa, nó móc túi mất tiêu. Đúng là thế gian này ghê gớm thiệt. Quá ghê gớm mấy vị công nhận không? Nó nên từ nơi đó có hết trơn. Đây là việc ở trong chùa mình những đức thấy rõ ràng hết trơn. Nên những việc mà những đức cho quý vị nghe là những việc gần gũi nhất trong cuộc đời này đó. Nên quý vị nghe một thời chia sẻ Phật Pháp này rút nhặt được bao nhiêu cái hay trong cuộc đời này chưa? Nên từ nơi đó mà đem Phật Pháp để áp dụng vào cuộc sống nha. Chúc quý vị an lạc nha quý vị. A Di Đà Phật. Thôi chúng ta chắp tay hồi hướng nè. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.